sức khỏe và cuộc sống. Kim Ánh và bác sĩ Lương Lệ Hoàng xin mến chào thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Chương trình được phát định kỳ vào mỗi trưa chủ nhật hàng tuần từ 12 giờ 5 phút cho đến 12 giờ 30 phút và phát lại với khung giờ từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 của ngày sáng thứ sáu. Ngày hôm nay thì bác sĩ Lương Lệ Hoàng đến với chương trình và đặt ra một câu hỏi: vì sao trái tim thời này dễ nhồi máu? Vì sao mà nhồi máu cơ tim nó lại trở thành một cái vấn nạn của sức khỏe cộng đồng và trở thành một cái đề tài mà ngày hôm nay bác sĩ Lương Lệ Hoàng muốn nhấn mạnh cùng với thính giả của chương trình Sức khỏe và cuộc sống ạ? Thưa cô Kim Ánh, thưa quý thính giả thân mến của chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Tôi đã chọn đề tài vì sao trái tim thời này dễ nhồi máu dựa trên một số các cái dữ kiện mà rõ ràng đã được xác minh, đã được khảo sát trên thực tế qua nhiều cái công trình nghiên cứu ở nhiều quốc gia khác nhau, ở nhiều cái sắc tộc có màu da khác nhau, nên người ta đi đến một cái kết luận mà tương đối thống nhất, đó là trong khi thầy thuốc hiện nay có thuốc huyết áp, có thuốc tim, có thuốc để làm loãng máu, có thuốc để bảo vệ thành mạch máu tốt hơn xưa rất nhiều. Nếu người ta chỉ cần so sánh trong cái kiểu mà cứ so sánh từng mỗi 5 năm thôi, thì thuốc của trong 5 năm vừa qua, thuốc bây giờ đang có năm 2014, quá tốt so với thuốc năm 2000. Tuy vậy, nhồi máu cơ tim như cô Kim Ánh vừa mới trình bày đúng là một cái vấn nạn của sức khỏe cộng đồng. Là vì hiện nay, thứ nhất là cái số người trẻ bị nhồi máu cơ tim là đến độ đột tử chẳng hạn, số đó chỉ có tăng chứ không giảm. Nếu ngày xưa người ta cho là đây là một cái bệnh cũng phần nào dính với gọi là bệnh lão khoa, nghĩa là người già mới bệnh, thì cái quan điểm nó hoàn toàn không còn đứng vững khi hiện nay có nhiều đối tượng phải đi vào cấp cứu mà mới có 30 tuổi, hay thậm chí có khi có những trường hợp thậm chí trẻ hơn nữa mà đã nhồi máu cơ tim. Nếu trước đây người ta cho là muốn bị hay không phải muốn, nhưng mà trong trường hợp nhồi máu cơ tim thì mạch máu phải bị xơ giữa, do đó phải là bệnh của người cao tuổi, thì quan điểm nó hoàn toàn không đứng vững. Vì hiện nay ngay cả những người còn trẻ mà cũng có hiện tượng xơ giữa mạch máu, hoặc thậm chí họ bị nhồi máu cơ tim mà không có cái dấu hiệu xơ giữa mạch máu. Yếu tố kế tiếp khiến cho nhồi máu cơ tim là một cái áp lực không phải chỉ có cho bệnh nhân, áp lực luôn cả cho thầy thuốc, nên đó là một căn bệnh mà đòi hỏi cấp cứu tính trên từng phút. Và vì cấp cứu tính trên từng phút đó, do đó nếu bệnh nhân đến phòng cấp cứu mà chỉ cần trễ một chút thì cái cơ may, cái xác suất để có thể cứu sống bệnh nhân nó rất thấp. Do đó nếu nói là một cái bệnh nặng cũng không hẳn, nó chính là cơn ác mộng của những người bệnh mà đang trên đường đến cấp cứu mà không biết chừng nào mình mới đến được. Cho nó cũng là một cái vấn đề làm nhức đầu cho những thầy thuốc đang ngồi trong phòng cấp cứu để đợi bệnh nhân đến và không biết bệnh nhân khi nào sẽ vào đến đây được để họ có thể cấp cứu. Chính vì thế mà ngay cả ngay những quốc gia mà hiện nay đã có một cái cấu trúc y tế tương đối ổn định, tiên tiến, người ta phải tiến hành thủ tục cấp cứu tại nhà, rồi bước qua giai đoạn cấp cứu trên đường đến phòng hồi sinh và cấp cứu ngay tại bệnh viện. Dù vậy, tỷ lệ tử vong vì nhồi máu cơ tim ở các cái xứ đó, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, ở Đức, ở các nước ở vùng Tây Âu chẳng hạn, vẫn cao hơn như người ta so sánh từng năm. Thứ ba nữa là nếu trước đây cái tỷ lệ mà gọi là bệnh mạch vành ở đàn ông cao gấp 3 lần, rồi sau đó xuống còn cao gấp 2 lần, thì cái quan điểm đó hiện nay cũng không còn đứng vững, là vì cái bệnh lý của mạch vành, trong đó nghĩa là thiếu máu cơ tim, ở phụ nữ đã ngang hàng với nam giới. Và cái điểm đáng lo là khi người ta phải cấp cứu thì cái tỷ lệ tử vong của nữ giới lại cao gấp đôi nam giới. Lý do là vì người phụ nữ, cái dấu hiệu báo động về một tình trạng thiếu máu cơ tim của phụ nữ mơ hồ hơn. Mơ hồ do họ không đi đến thầy thuốc tim mạch sớm, chẳng hạn gì, họ lý do là họ thấy họ đau đầu, chẳng hạn như họ thấy bức rứt khó chịu, nhất là khi nó xảy ra khi người ta bắt đầu vào cái tuổi tiền mãn kinh, thì người ta lại nghĩ là đây là cái hậu quả thông thường của tình trạng mãn kinh mà lâu rồi, vài ngày, vài tháng, vài năm rồi nó cũng qua, mà ta không ngờ đó là dấu hiệu báo động của một cái tình trạng thiếu máu cơ tim. Và cuối cùng hơn nữa là ở phía sau cái tình trạng nhồi máu cơ tim hiện nay, nhồi máu một cách đột ngột mà khiến cho ngay cả thầy thuốc còn trở tay không kịp, chứ nói chi bệnh nhân nữa, là cái bàn tay đánh lén của bệnh tiểu đường. Người ta ở nhiều nơi, các cái công trình nghiên cứu đó, thì qua nhiều cái kết quả của các nhiều công trình nghiên cứu, thầy thuốc nhiều nơi thậm chí quả quyết là không dưới 50% nhồi máu cơ tim hiện nay là có liên quan đến bệnh tiểu đường, hoặc là không được phát hiện, hoặc
tuy đã được phát hiện nhưng điều trị không hiệu quả, và còn đáng lo hơn nữa là ở những người không hẳn đã bị bệnh tiểu đường nhưng vì đường huyết của họ dao động quá thất thường nên cái tình trạng gọi là thuyên tắc mạch vành nó xảy ra một cách đột ngột và một bữa nào đó mà đường huyết tăng cao. Đó là lý do khiến cho thiếu bệnh lý mạch vành, tình trạng thiếu máu cơ tim và cuối cùng là cái hậu quả thuyên tắc mạch vành khiến cho cái vùng của cái cơ tim nó bị hoại tử vì thiếu dưỡng khí là cái vấn nạn của sức khỏe cộng đồng và đồng thời cũng là gánh nặng của ngành y. Bởi vì hiện nay người ta điều rõ là cái chi phí để người ta điều trị sau khi qua cơn cấp cứu, ngành y may mắn cứu sống được bệnh nhân, cái chi phí đó nó rất cao. Và người bệnh sau một cái cơn nhồi máu cơ tim thì ít nhiều đã bắt đầu phải sống với một cái cảnh như phế nhân, là sợ từng cái vận động mạnh, sợ bất cứ một cái cơn đau huyết áp, cơn tăng huyết áp, sợ bất cứ một cái cảm xúc nào đó, vì tất cả đều có thể là đòn bẩy khiến cho mạch máu trên thành tim nó bất ngờ co thắt và gây ra tình trạng nhồi máu cơ tim. Dạ. Thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng, trong phần phân tích vừa rồi thì bác sĩ có nhấn mạnh đến cái vấn đề của những cái bệnh lý liên quan đến mạch vành, và trên thực tế thì những cái bệnh lý mạch vành này nó đang được xem là đăng cai để mà cạnh tranh với tình trạng cao huyết áp. Kim Ánh muốn hỏi ở đây là có phải là những cái nguyên nhân này nó bắt nguồn từ cái tình trạng là tăng mỡ máu như là nhiều người vẫn nghĩ không, thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng? Trên thành tim nó có một số mạch máu. Những cái mạch máu đó không có một cái đường kính mà quá lớn để cho nó có thể nói là máu dễ chạy qua. Và thêm điểm nữa là trái tim là một cái cơ quan thì cái kích thước của nó không lớn hơn cái nắm tay nhưng mà nó phải đẩy máu trong một cái mạng lưới mạch máu cả ngàn cây số. Và vì lý do là nó phải tập trung để đẩy đến những cái nơi mà những mạch máu nhỏ li ti mà những cái ngõ ngách xa trái tim, chẳng hạn như đầu ngón tay, ngón chân, chẳng hạn như trái thận, chẳng hạn như đáy mắt. Mà có khi trái tim lại quên đi là nó cũng phải tưới máu cho chính thành tim. Thế thì cái mạch vì lý do nào đó không biết mà cái lượng máu mà đến cái thành tim nó giảm xuống thì người ta gọi là thiếu máu cơ tim. Nếu cái vùng xung quanh đó đã gọi là thiếu máu là thiếu dưỡng khí, cái vùng xung quanh đó mà năm này qua tháng khác nó thiếu dưỡng khí thì nó sẽ bắt đầu đi vào tình trạng hoại tử. Và đến một lúc nào đó cái vùng hoại tử đó rõ ra thì khi đó xảy ra tình trạng gọi là nhồi máu cơ tim, vì chỗ đó này bị tắc nghẽn, máu chạy qua không được. Khi người ta phát hiện là cái mạch máu nó rất dễ tắc nghẽn nếu như nó bị xơ giữa. Và khi người ta tìm ra là trong cái mảng xơ giữa đó hầu như nó có chất béo, có chất mỡ trong máu. Thì nhiều năm các thầy thuốc đinh ninh hay là thậm chí có cái định kiến là tình trạng xơ giữa mạch máu là gắn liền với tình trạng tăng mỡ máu. Chính vì vậy người ta tìm cách giảm cholesterol. Một thời mà cholesterol, cái gì người ta cũng trăm dâu người ta đổ lên đầu cholesterol, cái gì người ta cũng có nhiều nơi người ta sợ cholesterol còn nhiều còn hơn là cái sợ ma chẳng hạn. Nhưng sau này trong thời nhờ nhiều cái mô hình nghiên cứu nó càng lúc nó càng chính xác hơn thì người ta lại phát hiện ra một cái điều là có thể nói phân nửa những trường hợp mà người ta bị nhồi máu cơ tim đó, cái nạn nhân trước đó không hề bị tăng mỡ máu. Và khi người ta chẳng hạn người ta giải phẫu sau khi bệnh nhân đã bị tử vong đó thì người ta lại lấy làm lạ là có những trường hợp mạch máu không hề bị xơ giữa nhưng cái vùng đó vẫn thiếu máu đến độ bị nhồi máu cơ tim, đến độ gây ra tình trạng đột tử của nạn nhân. Do đó nếu người ta điều chỉnh được mỡ máu để người ta đừng bị tăng mỡ trong máu, hay nếu có tăng thì tăng cái mỡ tốt, cái mỡ mà nó có tác dụng là nó kéo luôn mấy cái mỡ xấu đem về gan để nó tái biến lại đó thì tốt hơn nữa. Nhưng mà tốt nhất là nếu người ta đừng tăng mỡ máu thì người ta cũng yên tâm hơn là người ta ít bị xơ giữa. Nhưng mà mặt khác, người ta nghĩ là tôi không bị tăng mỡ máu thì tôi không thể nào bị nhồi máu cơ tim, thì quan điểm đó là không, hoàn toàn không còn đứng vững nữa. Từ khi thầy thuốc phát hiện là có những trường hợp nhồi máu cơ tim không hề có liên quan đến chất mỡ trong máu. Như vậy thì qua phân tích vừa rồi của bác sĩ Lương Lễ Hoàng cho thấy là gần như phân nửa trường hợp mà bị nhồi máu cơ tim thì nó không phải là do tăng mỡ máu như là nhiều người vẫn nghĩ. Như vậy thì nó còn có những cái lý do nào nữa khiến cho cái cơ tim bất ngờ thiếu máu như là đề tài ngày hôm nay đang muốn đề cập? Đây cũng là một cái câu hỏi một cái mà trước đây ngành y, đặc biệt các bác sĩ chuyên khoa tim mạch đặt ra là nếu không tăng mỡ máu tại sao nó tắc nghẽn. Thì các trường đại học, nhiều trường đại học đã cùng nhau tìm tòi để cuối cùng đi đến một cái kết luận mà hầu như gần như chính xác là không phải nhồi máu cơ tim là do tăng mỡ máu, không lúc nào cũng do tăng mỡ máu, mà có khi chỉ vì mạch máu bất thình lình co thắt một cách thái quá. Vậy vì nó co thắt như vậy nghĩa là nó, trước đó nó không tắc nghẽn
Nhưng khi nó co thắt và nó co thắt kéo dài thì khi đó cái vùng xung quanh cũng bị hoại tử tương tự, hay thậm chí nó còn tệ hơn nữa là vì cái mạch máu mà bị xơ giữa, tức là nó giảm cái đường kính nó xuống, nhưng mà máu vẫn còn đi qua, giống như mình đi qua một cái ngõ hẻm nhỏ, giống như mình luồn lách qua một cái chỗ kẹt xe. Nhưng khi mạch máu mà co thắt thì nó có nghĩa là nó có thể co kín đến độ không lọt qua được. Kết quả là cái tình trạng nhồi máu cơ tim hay là thiếu máu và hoại tử cái thành tim đó, mà do mạch máu co thắt, nó xảy ra đột ngột hơn và nó nặng hơn là cái tình trạng là máu thiếu máu cơ tim dần dần. Bởi vì nếu thiếu máu cơ tim thì có khi người ta đã có dấu hiệu báo động, chẳng hạn như trước đó người ta đã có cái cơn đau thắt ngực, người ta có thể bị thấy khó chịu, dễ chóng mặt chẳng hạn, người ta đến thầy thuốc, rồi sau khi đo điện tâm đồ, tức là hiện nay khi người ta có phương pháp siêu âm tim, người ta có phương pháp để chụp hình mạch máu, thì cái tình trạng xơ giữa mạch máu nên thành tim có thể được phát hiện tương đối không có mấy khó. Nhưng đằng này có những đối tượng chẳng hạn như người ta trước đó đi khám sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh, người ta đã được khám rồi, tim thấy tốt hết, điện tâm đồ không thấy một dấu hiệu gì thiếu máu cơ tim, ngay cả mỡ máu cũng không tăng, nhưng rồi bất thình lình họ bị đột tử là vì mạch máu co thắt. Mạch máu co thắt đây có thể thì chẳng hạn như vì một lần nào đó quá mệt do lao tâm lao lực, hoặc là nó thường hay xảy ra nữa là người ta đi làm gì mệt rồi sau đó người ta tắm nước lạnh, vì tắm nước quá lạnh do đó bất thình lình nó gây cái co thắt ở trong vùng trung thất. Ở đây cũng thêm một điểm nữa mà cần lưu ý là người ta không nên, nếu người ta đã thấy người ta có cuộc sống căng thẳng đó, thì người ta không nên uống nước quá lạnh trong lúc người ta đang mệt. Vì khi người ta uống một cái ly nước lạnh mà cái uống nhanh nữa, một cái lượng lớn nữa, thì nhiều khi có cảm giác đã khát, có cảm giác thoải mái trong vùng cổ họng, nhưng cái nhiệt độ quá lạnh đó có khi cái lượng nước mình nuốt qua cái thực quản, là cái thực quản nó chạy sát với lại trái tim, thì khi đó nó có thể gây ra một cái tình trạng là cái mạch máu thành tim bất ngờ co thắt. Đây cũng tình trạng này cũng xảy ra, như trong trường hợp người ta đi dưới trời nắng gắt thì cái mạch máu ngoài da nó giãn ra, cái lượng máu đổ ra da để cho người ta đổ mồ hôi đó, có thể bất thình lình nó gây thiếu máu và thành tim. Và cái như tôi đã vừa mới phân tích là nếu mạch máu thành tim tuy không xơ giữa nhưng bất thình lình co một cách thắt một cách đột ngột, co một cách ác liệt và co kín đến độ mà không có một cái lượng máu nào thoát qua được, thì khi đó nhồi máu cơ tim sẽ xảy ra. Qua phân tích vừa rồi của bác sĩ thì cho thấy là rõ ràng khi mà mạch máu nó bị co thắt đột ngột thì nó sẽ khiến cho cái thành tim bất ngờ thiếu máu. Nhưng mà ở đây Kim Ánh muốn hỏi một cái ý cụ thể hơn là có cái yếu tố nào ngoài những cái yếu tố mà như chúng ta vừa nêu, nó cũng khiến cho cái tình trạng là thành tim nó cũng bị bất ngờ thiếu máu như vậy thưa bác sĩ? Ở đây còn có một cái điểm mà hiện nay người ta cần phải lưu ý, nhất là trong cái bối cảnh của cuộc sống rất căng thẳng vì stress. Đó là có những đối tượng khi người ta đi khám sức khỏe, nhất là người ta đã được làm đầy đủ như siêu âm tim, như xét nghiệm máu, thì không thấy một dấu hiệu bệnh lý nào. Giờ, nhưng mà rồi đến một hôm nào đó bất thình lình người ta có một cái cơn nhồi máu cơ tim. Đây là những cái đối tượng mà người ta gọi là bệnh tim do rối loạn chức năng vì một yếu tố tâm lý. Những cái tình trạng này nó thường xảy ra những người mà chẳng hạn như sau một cái chấn động tâm lý gì trong gia đình có tang, chẳng hạn như gì ly dị, chẳng hạn như gì mà bất thình lình mất việc chẳng hạn. Thêm nữa là người ta cũng ghi nhận một cái tình trạng mà mạch máu có thể co thắt một cách đột ngột ở những người phải sống thường xuyên với một cái nỗi phẫn uất nào đó, như những cái cơn giận dữ mà lại không có cái dịp để được nói ra cho hả hê, mình nói là không được xả xu bắp. Mặt khác, nó cũng có rất dễ xảy ra những người có một cái nỗi buồn triền miên mà lại không có ai để có thể tâm sự. Do đó cái yếu tố tâm lý, nhất là cái yếu tố cảm xúc ở đây, theo như nhận xét của một số chuyên gia về mặt về nội thần kinh đó, thì thậm chí nó có cái tác dụng gây thiếu máu trên cơ tim không thua, hay có nhiều, thậm chí có một số bác sĩ còn quả quyết hơn nữa để cho là cái cảm xúc mà hoặc là thái quá, chẳng hạn như dưới dạng giận dữ hoặc bất cập như ở dạng buồn, dạng trầm uất, nó tai hại hơn cả tình trạng xơ giữa mạch máu hay tình trạng mạch máu bất thình lình co thắt vì stress. Do đó khi người ta có một cái bệnh mà về mặt tâm lý thì thầy thuốc cũng vẫn phải chú trọng về tình trạng thiếu máu cơ tim để tránh cái trường hợp nhồi máu cơ tim mà không có một nguyên nhân thực thể. Hay nói cách khác, để điều trị bệnh tim mà đặc biệt là để ngăn ngừa nhồi máu cơ tim thì có khi người ta sẽ phải chú trọng nhiều hơn đến chữ tâm thay vì chỉ chú trọng vào trái tim. Và trước khi chúng ta chuyển sang tiết mục mẹo vặt phòng thân thì chắc hẳn là bác sĩ cũng còn có nhiều điều muốn chia sẻ với thính giả với đề tài của chương trình ngày hôm nay, phải không ạ? Để đúc kết phần tham luận hôm nay thì tôi cho là cái điều mà tôi ghi nhận sau như thời gian mà được
nhiều chục năm mà tiếp xúc với bệnh nhân, người ta không nên nhìn căn bệnh như là hậu quả của một nguyên nhân thực thể, mà người ta nên nhìn căn bệnh đó như là một cái hệ quả tất yếu nếu như có một cái mất quân bình nào đó giữa hai mặt tâm thể. Bệnh thiếu máu cơ tim, thuyên tắc mạch vành, và nhất là cái nguy cơ nhồi máu cơ tim hiện nay nó đang, dù là thầy thuốc có thuốc tốt hơn, dù là thầy thuốc có cái phương tiện chẩn đoán chính xác hơn, nhưng mà bệnh vẫn đang chiếm kèo trên, không phải vì lý do là thầy thuốc, thiếu máy, mà vì lý do là chính cuộc sống của nhiều người hiện nay đang tạo cái điều kiện thuận tiện để cho cái mạch máu trên thành tim nó không có thể hoạt động để có thể tưới máu một cách thông thoáng như mong muốn. Như vậy thì bên cạnh việc làm sao để ngăn ngừa những cái chất mà có thể đưa đến xơ giữa mạch máu, thì người ta cũng đừng quên là người ta phải tìm cách làm sao để giới hạn tất cả những cái chất nào mà làm cho mạch máu, thay vì nó phải giãn nở ra để đẩy máu đi, thì nó lại co thắt lại một cách đột ngột. Và trong nhiều trường hợp thì nạn nhân phần nào cũng chính là thủ phạm. Sao mẹ lại ăn nhiều cơm quá vậy mẹ? Mẹ không nhớ là người bệnh tiểu đường không được ăn hơn một chén cơm mỗi bữa hay sao? Mẹ đâu có quên bao giờ là người bệnh tiểu đường á phải kiêng gạo cử bột. Nhưng con à, mẹ đã từ lâu á chiều nào cũng ăn hết gần 2 chén mà được quyết chỉnh trong mức bình thường, vì mẹ nấu cơm với gạo mầm VB-GABA. Gạo mầm VB-GABA? Đúng vậy con à. Nhờ hoạt chất GABA nên người dùng gạo mầm VB-GABA có thể ăn đến 2 chén mà không dao động đường huyết. Người bệnh tiểu đường giờ cảm giác no bụng nên ngủ yên. Chẳng những thế, nhờ tác dụng chống xơ vữa mạch máu và hạ mỡ máu của GABA nên người chọn gạo này có thể phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường đó con à. Hèn chi lúc này nhìn mẹ rất là khỏe luôn á. Được ăn chắc bụng, ngủ ngon giấc, lại thêm đường huyết và huyết áp ổn định, mẹ tất nhiên phải khỏe rồi. Gạo mầm VB-GABA, chén cơm nên thuốc cho người bệnh tiểu đường, hạt ngọc trời cho người muốn phòng bệnh. Sản phẩm đang được bán ở siêu thị và các đại lý của công ty bảo vệ thực vật An Giang. Cần thêm chi tiết xin gọi 0838647930, hotline 0915161759. Tiết mục mèo vặt phòng thân. Thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng, ngày hôm nay khi mà đến với mèo vặt phòng thân thì bác sĩ đặt ra một cái tựa đề là cà tím nên thuốc cho ai. Tự nhiên Kim Ánh nghĩ tới cái món cà tím. Cà tím thì thật sự nó trở thành một cái món ăn vừa dân dã nhưng mà cũng có thể nói là cũng đầy chất dinh dưỡng như là nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay khi mà đặt ra một cái vấn đề là cà tím nên thuốc cho ai thì chắc hẳn là bác sĩ Lương Lễ Hoàng muốn đề cập thêm một cái khía cạnh nữa. Cái tác dụng nên thuốc của cà tím mà không phải ai cũng biết phải không ạ? Thật sự một cái món ăn nào mà khi nào nó đã được đi vào trong cái danh mục món ăn của con người thì nó đã được thử lửa, nó đã được thử lâm sàng không biết bao nhiêu ngàn năm nay. Do đó khi người ta chọn một món ăn mà nói là cái món ăn này nó có thể độc thì chẳng qua là do mình sử dụng sai cái cách sau đó. Chứ còn một món ăn, giống như bây giờ người ta đương cử là sợ ăn trứng gà, tôi có nhận được cả những cái câu hỏi mà qua email là tôi hiện nay ăn trứng gà vậy nên ăn trồng đỏ hay trồng trắng chẳng hạn. Thì một cái trứng gà người ta đã ăn nó biết bao nhiêu ngàn năm nay, nếu bây giờ người ta ăn nó mà sanh bệnh gì, nhiễm salmonella gì trong cái trứng gà có chất tăng trưởng, thì không phải là do gà mà do người. Thì ở đây cũng vậy, bên cạnh đó còn có cái điểm khéo mà không để ý là một cái món ăn tùy theo một cái số trường hợp mà mình gọi nó theo kiểu y khoa là nếu đúng chỉ định thì nó lại nên thuốc. Thì ở đây cà tím cũng vậy, nó nên thuốc hơn cho một số đối tượng tùy theo cái chỉ định của nó. Thì cái số đối tượng đầu tiên mà nên có cái cà tím cho thường hơn trong cái bữa ăn là những người chẳng hạn như dễ bị rối loạn tiêu hóa dưới dạng nôn mửa, ngay cả những người mà hay say xe. Những người mà hay say xe đâu thử, người ta nên áp dụng thường hơn cái món cà tím, dù là dưới dạng nướng hay dưới dạng nấu gì theo kiểu nào tùy thích. Vì trong cái cà tím nó có bên cạnh cái sinh tố B6 nó có cái chất này là nó trấn an cái dây thần kinh thứ 10 là cái dây thần kinh mà nó làm cho cái đường tiêu hóa mình bất tình lình co thắt nên độ mình nôn mửa ra đến mực xanh. Cái thứ hai nữa là người ta cũng ghi nhận là có lẽ dính chung với lại cái sinh tố B6 là cái sinh tố được gọi là sinh tố chống trầm uất đó, thì cà tím là cái món ăn nên dùng cho những người thấy mình bỗng dưng thấy mình buồn, thấy mình có vẻ suy nhược thần kinh với ba cái dấu hiệu tiêu biểu của nó là đau đầu, mất ngủ và đạn trí. Thì người ta cũng đã chứng minh, đặc biệt đi làm cái công trình nghiên cứu ở Ấn Độ cho thấy là
người ta sau một cái 4 tuần lễ mà không phải ngày nào cũng có, nhưng mà thường thường là 2 ngày ăn lần người ta có ăn món cà tím, như là cô Kim Bánh cũng đồng ý là trong nhiều cái món cà ri nó có cà tím, thì người ta nhận ra là người ta có thể điều trị cái tình trạng suy nhược thần kinh của những người mà làm việc mà quá lao tâm. Và cái đối tượng thứ ba nữa là trong cà tím có những chất mà nó có tác dụng tương tự như thuốc giảm đau. Chỉ tương tự như thuốc giảm đau mới là quan trọng. Bởi vì nếu nó y chang như thuốc giảm đau thì người ta cần gì ăn nó làm chi. Mà nếu nó y như thuốc giảm đau có nghĩa là nó sẽ có phản ứng phụ. Ở đây nó lại tương tự như thuốc giảm đau ở chỗ nó có thể giảm đau. Và nó lại ít phản ứng phụ hơn. Và thêm một điểm thứ ba nữa là nó ngon hơn viên thuốc. Với những công dụng mà ngày hôm nay Kim Ánh cũng như là rất nhiều thính giả mới biết thêm về cà tím, thì hy vọng là trong bữa ăn của các gia đình của chúng ta sẽ xuất hiện nhiều hơn cái món cà tím này ha. Và rất cảm ơn bác sĩ Lương Lễ Hoàng đã đến tham gia cùng với chương trình Sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay. Và cuối chương trình Sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay sẽ là tiết mục Bản tin y học. Bản tin y học. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin y học. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cảnh báo, càng lúc đang có nhiều loại dịch bệnh gia tăng hoặc là có nguy cơ đe dọa xâm nhập vào Việt Nam. Trong số này, số mắc thủy đậu 4 tháng đầu năm đã lên đến gần 16.500 ca, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dịch viêm não virus bao gồm cả viêm não Nhật Bản B cũng đang gia tăng. 4 tháng đầu năm đã có 191 bệnh nhân viêm não virus được ghi nhận, trong đó có 3 ca tử vong, tăng 9% về số mắc bệnh so với cùng kỳ năm 2013. Bộ Y tế cũng vừa có báo cáo lên Chính phủ về tình hình tử vong do bệnh dại. Theo thống kê từ 10 tỉnh, Thanh Hóa, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Nam, 14 người mắc bệnh dại đã tử vong. Trong khi đó, thì bệnh cúm Trung Đông cũng đang có khả năng xâm nhập vào Việt Nam. Đến nay, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận trên 500 ca nhiễm chủng cúm này và gần 142 người trong số đó đã tử vong. Ông Trần Đắc Phu cho rằng so với các nước trong khu vực, thì cúm Trung Đông có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam do Việt Nam có số lượng khá lớn lao động xuất khẩu đang làm việc ở khu vực này. Bên cạnh đó, thì Bộ Y tế cũng cảnh báo bệnh sốt rét kháng thuốc đang ngày càng mở rộng ở khu vực phía Nam. Trước đây, thì sốt rét kháng thuốc chỉ xuất hiện ở 2 huyện thuộc tỉnh Bình Phước, hiện đã mở rộng ra thêm 3 tỉnh gồm Quảng Nam, Gia Lai và Đắk Nông. Bên cạnh đó, các tỉnh thành đồng bằng và khu vực đông dân như là Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đang bị đe dọa từ mầm bệnh sốt rét của người đi lao động xuất khẩu ở Angola, Congo, Lào và Campuchia trở về. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội Tim Mạch Quốc gia Việt Nam, theo ước tính mới nhất, Việt Nam có đến 11 triệu người trưởng thành đang mắc bệnh tăng huyết áp. Đây là một phần nguyên nhân của nhiều biến chứng về nhồi máu cơ tim, biến chứng mạch ngoại biên, mờ mắt, suy thận. Tuy nhiên, có tới xấp xỉ 60% người tăng huyết áp không biết mình mắc bệnh. Trong số bệnh nhân được điều trị thì chỉ có khoảng 36% điều trị có hiệu quả, số còn lại điều trị không hiệu quả. Và ước tính trong số 11 triệu người mắc bệnh, chỉ có 1 triệu người bệnh được quản lý huyết áp hiệu quả và phòng tránh được các biến chứng của bệnh một cách chủ động. Số còn lại có bệnh nhưng không biết, người biết lại không chữa hoặc là chữa không đúng. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc công ty vaccine và sinh phẩm số 1 thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, công ty bước đầu đã thành công trong nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, virus gây bệnh nặng và có tỷ lệ tử vong cao. Nhóm nghiên cứu đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine này từ năm 2010 và hiện đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên động vật, đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị thử nghiệm trên người. Dự kiến trong năm nay thì vaccine ngừa cúm AH5N1 sẽ được đưa ra thị trường với tên gọi là Fluvac. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.600 ca sốt xuất huyết, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà chuyên môn cho rằng sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do Việt Nam lưu hành cùng lúc 4 tiếp virus bệnh là virus D1, D2, D3 và D4. Người mắc sốt xuất huyết có miễn dịch lâu dài với tiếp đã gây bệnh này, nhưng vẫn có thể mắc lại sốt xuất huyết do các tiếp virus khác. Trước tình hình trên, từ nay đến tháng 6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tháng chiến dịch vệ sinh khử khuẩn môi trường, diệt mũi, diệt lăng quăng nhằm khống chế số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.
Còn đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Chúng tôi rất cảm ơn đơn vị đã tham gia đồng hành cùng với chương trình, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang với sản phẩm gạo mầm Vibigaba, chén cơm nên thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại thính giả trong chương trình tuần sau.